Xin chào tất cả các bạn, hôm nay thì chúng ta hãy cùng đến với cái tựa game Idea Yogi của nhà phát hành Hồng Hà Game nha các bạn. Thì cho bạn nào cho biết thì đây là một cái tựa game chiến thuật kẻ tướng vô cùng hấp dẫn, với giao diện đồ họa là 2D và giao diện là màn hình dọc nha các bạn, nên là khá là rảnh tay. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho bạn kết nạp nhanh chóng, an toàn, chi tiết và hiệu quả nhất của cái tựa game này. Hiện tại thì tựa game này sẽ có hai cách nạp nha bạn. Thì cách nạp thứ nhất là nạp trực tiếp ở trong cái tựa game thông qua cái cổng thanh toán của Google Play và Store. Cách nạp thứ hai là nạp thông qua website chính thức của nhà phát hành Hồng Hà Game nha bạn. Thì cả hai hình thức nạp đều sẽ có những cái ưu điểm và nhược điểm khác nhau. Đối với phương thức nạp thứ nhất là nạp trực tiếp ở trong cái tựa game này thông qua cái cổng thanh toán của Google Play và Store các bạn, thì nó sẽ có một số ưu điểm như sau. Thứ nhất là các bạn sẽ được mua rất là dễ dàng, không cần phải hot game ra vào lại. Nhưng mà sau đó thì nó vẫn sẽ có một số khuyết điểm nha các bạn, là nó sẽ bị tính thế rất là cao. Hệ thế này do Google Play và App Store lấy nha các bạn, chứ không phải nhà phát hành lấy. Thứ hai là các bạn sẽ không nhận thêm phần trăm ưu đãi từ nhà phát hành. Thì còn đối với cái phương thức nạp kế tiếp là nạp thông qua website chính thức của nhà phát hành Hồng Hà Game. Thì đối với cái phương thức nạp thứ hai này thì nó cũng sẽ có một số ưu điểm và nhược điểm như sau. Thứ nhất là về phần ưu điểm, các bạn sẽ không bị tính thế bởi Google Play và App Store. Thứ hai là các bạn sẽ nhận thêm phần trăm ưu đãi từ nhà phát hành. Nhưng mà song đó thì nó vẫn có một số khuyết điểm nha bạn, là kết nạp thì khá là gồm gà vì bạn phải hot game ra vào web thì mới thể nạp được. Còn về phần quà nạp đầu thì cả hai phần lần nạp đều sẽ nhận được phần quà nạp đầu là như nhau nha bạn. Đây là phần quà nạp đầu của mình, sẽ nhận được là Thiên Thần Sử Thi, Sát Hương Quần Thể Cực Mạnh. Ngày 1 nhận 50 mảnh Thiên Thần, ngày 2 thì nhận những cái trang bị nha bạn. Thì đó là những cái phần quà nạp đầu. Ok, bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách nạp thứ nhất, cách nạp đầu tiên trước nha bạn, sau kế tiếp là cách nạp trên web. Thì đối với cách nạp đầu tiên là nạp trực tiếp ở trong cái tựa game này thông qua cổng thanh toán của Google Play Store. Thì các bạn chỉ cần nhấn vào dấu cộng ở cái mục kim cương tím đây thì nó sẽ ra một cái bảng chọn những cái mệnh giá nạp như này, hoặc là bạn có thể nhấn vào nạp đầu, nhấn vào nạp chút tiền, nó cũng sẽ ra cái những cái bảng giá này. Sẽ có rất là nhiều cái gói nạp nha bạn, đây rất là nhiều luôn các bạn. Giờ thì mình sẽ tiến hành chọn gói nạp là 2.4 triệu nha bạn. Sau đó thì nó sẽ hiện lên những cái phương thức thanh toán như này. Phương thức thanh toán nhất là phương thức thanh toán bằng ví điện tử chính bay. Thì đối với thức này sẽ được giảm 5% nha bạn. Phương thức thanh toán hai là GoPay, phương thức thanh toán ba là Credit, phương thức thanh toán cuối cùng là ATM. Thì mình sẽ hướng dẫn cho bạn từng phương thức thanh toán. Đầu tiên là phương thức thanh toán chính bay trước nha bạn. Thì các bạn tiến hành nhấn vào. Thì đối với phương thức thanh toán này, các bạn cần tải ứng dụng ví điện tử chính bay, hoặc là các bạn có thể sử dụng trình duyệt nhấn tiếp tục. Và các bạn nhấn vào thanh toán bằng ví điện tử chính bay. Sau đó thì các bạn tiến hành trở về nha bạn. Sau khi xin lỗi bạn, các bạn tiến hành thanh toán bằng ví điện tử chính bay hoặc là thanh toán bằng mã QR code nha các bạn. Ở đây thanh toán mã QR code ở đây, và các bạn tiến hành nhấn vào và nó sẽ ngay lập tức thì nó sẽ thanh toán cho bạn, và ngay lập tức thì nó cũng sẽ trở về cái tựa game hoặc cộng tiền vào tựa game nha các bạn. Ok, bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn cho bạn cách nạp cũng ở trong cái tựa game này, nhưng mà phương thức thanh toán thứ hai nha bạn, là thanh toán bằng Google Pay. Thì bạn tiến hành chọn Google Pay. Ngay lập tức thì nó sẽ hiện lên 4 phương thức thanh toán. Thì đó bạn sử dụng điện thoại là 4 phương thức thanh toán nha bạn. Nhưng mà mình sử dụng giả lập nên là hiện tại thì có 3 phương thức thanh toán thôi. Phương thức thanh toán thứ nhất là thanh toán bằng tài khoản chính của SIM của bạn. Nếu như các bạn sử dụng SIM Viettel, MobiWina mà bạn liên kết với cái cổng thanh toán của Google Play hoặc App Store bạn, thì nó sẽ được trừ vào cái tài khoản chính của bạn. Thì cách này các bạn có thể lách luật bằng cách nạp thẻ cào điện thoại vào cái SIM và tiến hành thanh toán nha bạn. Hướng thanh toán thứ hai là thanh toán bằng thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ. Hướng thanh toán thứ ba là thanh toán bằng ví điện tử Momo. Hướng thanh toán cuối cùng là đổi mã nếu mà như các bạn có. Thì mình khuyên các bạn là không nên nạp bằng phương thức này nha bạn. Ok, giờ chúng ta cùng đến phương thức thanh toán kế tiếp là Credit, tức là thẻ tín dụng hoặc là thẻ ghi nợ các bạn. Thẻ Visa, Mastercard, JCB các bạn. Thì các bạn tiến hành nhập
cho mình cái số thẻ, tên in thẻ, ngày hết hạn, ngày tháng hết hạn, tháng tháng năm hết hạn, ba chữ số CVC và CVV, tức là ba chữ số ở mặt sau thẻ. Sau đó nhắn vào tôi đã đồng ý với điều khoản chính sách và nhấn tiếp tục để nhận, để thanh toán hả bạn. Sau khi thanh toán công thì sẽ được cộng hẳn vào game nha bạn. Sau đó ok, giờ mình sẽ tiến hành thanh toán bằng cái phương thức cũng ở trong game, nhưng mà phương thức kế tiếp nha bạn là ATM. Thì bạn nhấn vào ATM thì nó cũng sẽ chuyển đến một cái trang này, các bạn tiến hành chọn cho mình cái ngân hàng, ví dụ như mình chọn ngân hàng Shinhanbank đi bạn. Sau đó bạn nhấn tiếp tục, các bạn tiến hành nhập số thẻ, tên tên thẻ, ngày hiệu lực, còn nhấn tiếp tục. Ngay lập tức thì nó sẽ chuyển đến cho bạn một cái trang và các bạn tiến hành điền số điện thoại và xin lỗi bạn, chuyển đến trang các bạn tiến hành nhập mã OTP và tấn thanh toán thôi bạn. Sau khi các bạn thanh toán thành công thì nó sẽ được cộng hẳn vào phần kim cương tím trên đây nha các bạn. Ok, thì như vậy là mình đã hướng dẫn xong cho các bạn cách nạp phương thức thứ nhất là phương thức trực tiếp vào trong game. Nhưng mà nó chủ yếu thì có Google Pay thì nó phương thức trực tiếp trong game thôi các bạn. Còn những cái khác thì nó cũng sẽ chuyển đến cái trình duyệt thôi các bạn. Ok, bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách nạp thứ hai là nạp không qua website chính thức của nhà phát hành Hồng Hà Game. Thì để vào website thì các bạn cần vào cái web là nap.hhgame.vn/idea.gov. Thì cái link nạp này mình sẽ để dưới phần mô tả nha các bạn. Các bạn có thể vào đó để nạp. Sau khi các bạn vào, các bạn sẽ thấy được hiện ra cái giao diện này. Các bạn tiến hành chọn server và chọn nhân vật mình đang chơi. Thì để xem được thì các bạn tiến hành quay trở lại game và nhấn vào avatar nhân vật nha các bạn. Ở trên đây thì nó để chữ server S504 đây nha các bạn. Cái dòng có hình khung màu xanh nha các bạn là server của mình. Còn ID nhân vật là ở dưới đây nha các bạn. Nó có để các bạn nhấn vào cái dấu này để copy nha các bạn. Sau khi các bạn thành công thì các bạn quay trở về cái web hồi nãy và nhấn chọn cho mình server, ví dụ như của mình là 504 đi. Sau đó thì các bạn tiến hành nhập số tài khoản và nhấn vào lấy nhân vật. Sau đó thì nó sẽ hiện ra cái nhân vật này, thì các bạn nhấn kiểm tra là đúng không nha các bạn, rồi nhấn tiếp tục. Thì ở đây sẽ có những cái phương thức thanh toán như sau. Thứ nhất là quý chính bay giảm 5%. Thì quý chính bay thì nay bay nha các bạn, quý nay bay tại mình đọc theo tiếng Việt là quý chính bay thôi. Còn cái tiếp là tài khoản hốc, tức là nạp bằng thẻ phun kẹt. Thứ hai là ba là nạp bằng thẻ phun kẹt. Thứ tư là thẻ ATM ngân hàng. Thứ năm là thẻ tín dụng. Và cuối cùng là quý Momo. Thì mình sẽ hướng dẫn cho bạn từng phương thanh toán thôi nha bạn. Đầu tiên là quý chính bay, quý nai bay nha bạn. Thì các bạn có thể tải ứng dụng quý nai bay về và tiến hành làm hướng dẫn thôi các bạn. Hoặc là các bạn có thể vào web nạp vẫn được nha bạn. Thì các bạn sẽ có những cái gói nạp như là gói kim cương, gói ưu đãi, gói đặc biệt, quỹ giá trị. Quỹ giá trị thì không có nha bạn. Mật lệnh, lì xì thì ở gói này không có. Và nạp ưu đãi nha bạn. Thì các bạn tiến hành chọn phương thanh toán, kiểm tra lại thông tin thanh toán một lần nữa như server, nhân vật, có nạp, mệnh giá, mô tả phương thanh toán và nhấn vào nạp nha bạn. Ngay lập tức thì nó sẽ chuyển đến cho bạn một cái trang web kế tiếp thì bạn sử dụng ứng dụng quý điện tử Naibay hoặc là ứng dụng Camera hỗ trợ code để quét mã này và tiến hành thanh toán thôi nha các bạn. Ok, bây giờ thì chúng ta hãy cùng đến với phương thức thanh toán kế tiếp nha bạn là tài khoản hốc phun khạc. Các bạn cùng tiến hành chọn cho mình cái mệnh giá, sau đó thì các bạn tiến hành đăng nhập full ID nha bạn. Sau đó thì các bạn nhấn vào nạp. Nó không đủ hốc thì các bạn bắt buộc phải nạp thêm tài khoản hốc. Thì tài khoản hốc thì các bạn nhấn vào phần nạp hốc ở đây. Thì các bạn cũng tiến hành đăng nhập ở bên đây nha các bạn. Thì nó cũng tài khoản hốc này cũng khá là lồng gà. Ở đây thì sẽ có 3 hướng thanh toán nha các bạn. Thứ nhất là thanh toán bằng quý chính bay. Thứ hai là thanh toán bằng thanh toán trực tiếp. Thứ ba là thanh toán bằng thẻ phun kẹt. Chính bay nãy mình giới thiệu rồi nên là mình có dẫn rồi các bạn, nên là mình sẽ bỏ qua các bạn. Kế tiếp là thanh toán bằng tài trực tiếp. Các bạn cùng tiến hành chọn mệnh giá, xem lại thông tin thanh toán, nhập số điện thoại và nhấn vào thanh toán nha các bạn. Thì các bạn tiến hành chuyển vào số tài khoản này nè các bạn. Nội dung chuyển khoản thì tức là các bạn phải ghi rõ này. Nếu như thiếu nội dung chuyển khoản thì hệ thống sẽ không thể thao tác nạp. Và số tiền thì 93.000 các bạn chú ý nha các bạn. Nếu như chuyển sai số tiền thì không sẽ không thể thao tác nạp. Nếu như các bạn gặp khó khăn thì bạn có thể liên hệ những cái kênh hỗ trợ ở đây các bạn, ba kênh là email, số điện thoại
cũng như là tin nhắn full tap thanh toán trực tiếp nha các bạn. Thì đó là cái phần nạp hốc. Kế tiếp là thẻ full card, các bạn cũng tiến hành chọn mệnh giá, nhập sơ ghi mã thẻ và nhấn vào thanh toán thôi các bạn. Còn quý nay bay thì nãy mình có hướng dẫn rồi nha các bạn. Ok, bây giờ thì chúng ta hãy cùng đến với cái phương thức thanh toán kế tiếp nha các bạn. Mình sẽ hướng dẫn cho bạn hướng thanh toán kế tiếp là thẻ full card. Thì các bạn cũng tiến hành chọn cho mình cái gói nạp, nhập sơ ghi số thẻ và nhấn ô nạp. Các bạn lưu ý là chỉ nhập tỷ số bỏ qua dấu gạch ngang nha các bạn. Ok, bây giờ chúng ta cùng với phương thức nạp kế tiếp là thẻ ngân hàng. Thì các bạn cũng tiến hành chọn cho mình cái gói nạp, nhấn kiểm tra thông tin giao dịch và nhấn vào nạp thôi các bạn. Sau đó thì các bạn tiến hành chọn hàng, ví dụ mình chọn ngân hàng BIDV. Thì các bạn nhấn vào tiếp tục. Thì các bạn tiến hành nhập họ tên, điện thoại, mật khẩu, cái này là xác thực mã bank kinh nha các bạn. Thứ hai là xác thực ATM. Sau khi các bạn xác thực công thì các bạn nhập cho mình cái số thẻ, tên in thẻ, ngày tháng năm phát hành và nhấn tiếp tục thôi các bạn. Thì tùy theo ngân hàng thì nó sẽ có những cái phương thức xác thực riêng. Ví dụ ngân hàng Vietcombank thì các bạn chỉ cần nhập số thẻ, tên thẻ, không cần phải nhập đăng nhập đó các bạn. Kế tiếp mình sẽ hướng dẫn cho bạn phương thức nạp kế tiếp là thanh toán bằng thẻ tín dụng. Đây nha các bạn, thẻ tín dụng tức là Visa, Mastercard, JCB các bạn. Các bạn cùng kiểm tra là thông tin thanh toán, chọn cái nạp, kiểm tra là thông tin thanh toán và nhấn vào nạp. Các bạn tiến hành nhập số thẻ, tên thẻ, ngày tháng khách hàng, ba chữ số CVC và CVV tức là ba chữ số in sao mặt in ở mặt sau thẻ các bạn. Sau đó nhấn vào tôi đã còn ý rồi nhấn tiếp tục thôi các bạn. Ok, bây giờ chúng ta cùng đến với phương thức thanh toán cuối cùng là thanh toán bằng ví điện tử Momo. Thì các bạn cũng tiến hành chọn cái nạp theo là thông tin thanh toán và nhấn vào nạp thôi bạn. Sau đó thì nó sẽ chuyển đến một cái trang web như thế này. Thì các bạn tiến hành sử dụng app Momo hoặc là ứng dụng Camera có hỗ trợ QR code để tiến hành quét mã nha bạn. Sau khi các bạn quét mã thành công thì các bạn sẽ tiến hành thanh toán. Và các bạn lưu ý là không nên đóng cái cổng thanh toán này mà các bạn hãy đợi cho nó tự động chuyển về để tránh bị gián đoạn thanh toán nha các bạn. Tại vì có nhiều bạn sau khi các bạn quét mã xong rồi các bạn tự động đóng cái mã, các bạn đóng mã này à, nên là thanh toán có thể dễ bị lỗi lắm các bạn. Mà nó các bạn nên đợi một chút cho nó chuyển tự động chuyển về, như vậy thì sẽ ít lỗi hơn nha các bạn. Ok, thì như vậy là mình đã hướng dẫn xong cho các bạn cách nạp trên web. Thì sau khi nạp xong thì Kim Cương Tiến sẽ được cộng hẳn trên đây nha các bạn. Nhóm qua còn lại thì nó sẽ được gửi vào túi. Những hôm qua khác nữa thì nó sẽ được gửi ở trong thư đó các bạn. Đây là một thư ở bên đây nhé các bạn. Còn quay hôm qua nạp đầu thì các bạn nhớ nhấn vào nạp lần đầu và nhấn vào nhận thôi các bạn. Ok, thì như vậy là mình đã hướng dẫn xong cho các bạn cách nạp nhanh chóng, an toàn, chi tiết và hiệu quả nhất của cái tựa game Idea GOG. Thì chúc các bạn nạp thành công và chơi game vui vẻ. Đừng quên like video này nếu bạn hay và chia sẻ cho bạn cùng biết với nha. Còn đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ nha. Còn giờ xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video tiếp theo. Bye bye.